องเลยฟองน้ำคงบ้าอย่าหูรักข้ามวังทางวังทางเล่นหอยใกล้องเจยไรเต็มจองใหญ่ก็ดอยเด้อข้าวแห้วเด้อองเจยองเจยองบ้าใกล้รังคงไรเต็มđi trên phố gặp một người con gái tôi nhà qua lấy số ô nga hả dạo này lâu quá không gặp không biết nga có còn nhớ đến phòng không sao hôm nay nhìn nga thiệt là nóng bỏng em xin lỗi em không phải là nga nhưng mà cảm ơn anh đã khen em nhiều quá ô vậy à em không phải là nga sao cho anh xin lỗi nhé vì anh đã làm phiền dạ không sao chúng ta có thể nói chuyện vậy em đi hướng nào để anh chở đi cho tiện anh cũng đói rồi em đã ăn gì chưa nếu mà em có rảnh thì mình cùng đi ăn chưa thế là em đồng ý tôi chở em ra tìm phở em ăn phở đặc biệt tôi ăn tô bún riêu tôi bỏ thêm chút mắm em bỏ thêm chút tiêu hai người mê say nó trao đổi tài liệu em thì không lo ăn hỏi tôi rất là nhiều và cuối cùng tô phở của em đã bị nở em ăn được mấy miếng rồi em lại chơi dở em kêu một tô khác làm tôi đổ nợ chỉ có 20 đồng không có đủ tiền thêm nhưng mà không sao vì tôi vẫn hẹn tiếp nhưng mà không sao vì tôi vẫn hẹn tiếp thằng bắt cây thang lên hỏi các ông trời lấy tiền cho gái có đòi được không không ông trời ông bảo cái răng không lấy tiền cho gái lấy tiền cho gái tao còn bị gạt hôm chi là mày chiều tối rủ em coi phim ma tạo một cơ hội để tôi dê em mà ghé ngang nghĩa địa tôi cho một bình hoa rồi đến nhà em tôi sửa sang quần áo nhưng mà không ngờ em cho tôi sặc máu rủ thêm hai đứa bạn mà em chưa có báo cáo hai con nhỏ xấu quá rồi nó đòi đi ăn cháo trời ơi ông cho tôi vậy sao chạy đến nhà băng tôi bơm thêm chút máu chở hai đứa đi ăn mà lòng tôi đau nhói sau cuộc đời học sinh trả tiền học còn không đủ hai con nhỏ khốn nạn đòi ăn gỏi đu đủ ăn thêm hai ly bơ cộng da u hai hũ 50 đồng của tôi đã trở thành mây khói đi công việc kinh dị mà tụi nó cứ nói thiệt là khốn nạn tôi chẳng về được gì muốn ôm em một cái mà dưới hai con khỉ thế là nguyên một buổi tôi chẳng nói điều chi chở ba đứa đi về hẹn năm sau đi tiếp nha bắn thang bắt cái thang lên hỏi cái ông trời lấy tiền cho gái có đòi được không vậy sao hẹn lần thứ ba khi giọng kiếm chút cháo thì em sẽ shopping tôi mua em một cái áo hơn là đi một mình đi với em là chết lấy hết tiền lì xì tôi dành dụm hồi tết lựa 3 tiếng đồng hồ nhìn quần áo mà thấy mệt lựa cái nào đủ tiền mà nó cần nhất phải đẹp chạy đến nhà em tặng em mặc cho tôi xem không ngờ em mặc lên như cô bé lọ lem đầu tóc tiền chơi chải lại mang thêm cái đôi dép ước gì có bà tiên mang cho tôi chút phép biến em thành người đẹp lần đầu tiên tôi gặp tuy rằng như vậy tôi vẫn không có chấp chờ em đến chỗ tối lợi dụng được hôn em nhưng mà không ngờ em chơi tôi một phen dạ anh à anh đừng có như vậy em đã có người yêu xin anh đừng làm bậy có phải tôi nghe lầm hay là đúng là như vậy có ai ở đó thấy những gì mà tôi thấy có ai ở đó nghe những gì mà tôi nghe biết bao nhiêu công sức bây giờ em cho tôi dè biết bao nhiêu công sức mà em cho tôi dè bằng cái thang lên hỏi cái ông trời lấy tiền cho gái có đòi được không nào đó ông trời ông bảo cái rằng không lấy tiền cho gái lấy tiền cho gái tao còn bị ghẹt khốn chi là mày trời ông bảo rằng không
dành cho gái. Tao còn bị gạt huống chi là mày. Oh shit. Hát chơi thôi nha, đừng tưởng thiệt á. Không phải là người như vậy đâu. Okay.